Quân khu 1 phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ ở sư đoàn 306. Thực hiện nghị quyết 847 NQ QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa ở Đảng bộ sư đoàn 306 Quân khu 1 đã lan tỏa sâu rộng. Cán bộ đảng viên phát huy tốt vai trò nêu gương, giúp đỡ đồng chí đồng đội nhận thức rõ hạn chế, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc sau ngày thống nhất, ngày 15 tháng 11 năm 1978, sư đoàn 306 thuộc quân đoàn 2 được thành lập. Thực hiện nghị định số 3077 QĐ BQP ngày 8 tháng 7 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển nguyên trạng sư đoàn 306 khung thường trực thuộc quân đoàn 2 về quân khu 1. Ngày 1 tháng 8 2023 tại Sở Chỉ huy quân đoàn 2 đã diễn ra hội nghị bàn giao tiếp nhận nguyên trạng sư đoàn 306 khung thường trực thuộc quân đoàn 2 về quân khu 1. Tự soi, tự sửa. Thực hiện sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa. Từ năm 2022, các đơn vị trực thuộc Đảng ủy sư đoàn 306 lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Tại đây, mỗi cán bộ tự giác nói ra khuyết điểm của mình, từ đó có biện pháp khắc phục, đồng thời chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng đội giải quyết những hạn chế vướng mắc trong công tác. Đại tá Vũ Quang Lương, chính ủy sư đoàn 306 cho biết, tự soi là việc làm hàng ngày của mỗi người, nhưng tự soi được đồng thời phải sửa được. Để thực hiện tốt việc tự sửa, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy sư đoàn có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo quán triệt quan điểm trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo, cơ quan làm gương cho đơn vị. Quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Có sự phân công phụ trách, tổ chức thực hiện rõ ràng, gắn trách nhiệm của bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, đảng viên cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Thiếu tá Nguyễn Văn Quân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 18 trước đây thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa linh hoạt cụ thể. Sau khi được đóng góp, thiếu tá Quân đã thường xuyên trao đổi, hội ý trong chỉ huy tiểu đoàn. Vì vậy, tiểu đoàn 18 duy trì nghiêm nền nếp canh trực, bảo đảm tốt thông tin, liên lạc trong toàn sư đoàn. Tập thể tiểu đoàn 18 và cá nhân thiếu tá Quân được sư đoàn khen thưởng.